Trần Anh Huy, Giang Thái xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Việt Nam Mến Yêu. Biển của Bình Định á thì đẹp rất là hữu tình, rồi có người Bình Định á thì rất là thân thiện dễ gần nè, mà đặc biệt nhất món ăn của Bình Định cực kỳ hấp dẫn. Chính xác, nhưng mà anh Huy chắc chắn rằng có một món đặc sản mà Giang Thái chưa thưởng thức qua. Em khá tự tin về kiến thức ẩm thực của em ở Bình Định đó nha. Chưa có món ngon nào ở đây mà em chưa thử qua hết á. Trời ơi, em nói vậy thì thôi, anh chuẩn bị sẵn ở đây luôn cho em rồi nè. Em nhìn đi, đây là một món đặc sản dành cho em thưởng thức. Đặc sản ở chỗ nào ta? Em thấy nó là một dĩa hải sản xào bình thường thôi mà. Bây giờ em thưởng thức thử đi, rồi em sẽ thấy cái điểm đặc biệt của nó. Chà, anh làm em tò mò quá nha. Rồi bây giờ em không ăn hải sản, em ăn bún thôi, có nó đặc biệt chỗ nào nha. Rồi, xin mời. À, sao? Dai dai, sật sật, nhưng mà nhìn kỹ á thì đây không phải là sợi phở, cũng không phải sợi miến, cũng không phải là sợi bún tươi luôn. Em đang thắc mắc đây là sợi gì. Đây là bún sông thằng. Bún sông thằng. Đây là sợi bún được làm hoàn toàn 100% từ đậu xanh. 100% từ đậu xanh nguyên chất luôn nha. Ủa anh Huy có nói lộn không chứ, em thấy làm từ đậu xanh mà sao cái sợi bún trắng và trong như vậy được. Thì dĩ nhiên nó sẽ qua từng cái công đoạn để có thể là ra được sợi bún như vậy. Đúng không? Có vẻ như là Giang Thái ngày hôm nay không tin lời của Huy nói. Hãy cùng với anh Huy và Giang Thái đến với làng nghề làm bún An Thái có tuổi đời hơn 300 năm tại thị xã An Nhơn. Bún sông Thằng nổi tiếng vì có hương vị thơm ngon đặc biệt và giá trị dinh dưỡng cao. Sợi bún khô trắng đục như miếng nhưng sáng màu hơn. Khi nấu chín có đồ trong, bún sông Thằng thường được chế biến thành nhiều món ăn như xào với hải sản hay làm sợi bún nấu bún bò, bún riêu, ăn rất lạ miệng. Làng An Thái thuộc xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn được biết đến là cái nôi của võ thuật Bình Định. Không chỉ vậy, nơi đây còn nổi tiếng với sản vật trứ danh bún sông Thằng. Theo người dân làng nghề, bún sông Thằng được đặt dựa theo hình dạng và cách mà sợi bún này được làm ra, đó là khi làm bún, người ta thường bắt dây bún từng đôi một. Dạ, con chào bà ba. Con chào bà. Bà đang coi đậu hả bà? À, bà con đang coi đậu. Dạ, ngày hôm nay thì con được anh Huy nói là sẽ dẫn con đến một gia đình có truyền thống làm nghề bún sông Thằng. À, cho con hỏi là không biết là gia đình mình đã làm bao lâu rồi bà ha? Gia đình mình làm 5 đời rồi. Wow, 5 đời rồi nghe chưa? Anh Huy có nói với con là bún sông Thằng là được làm 100% từ đậu xanh. Từ đó. Dạ, nhưng mà con vẫn đang thắc mắc là tại sao làm từ đậu xanh mà cái bột nó lại ra là màu trắng. Anh Huy vẫn không có giải thích cho con được cái này. Chắc là con phải nhờ bà giải thích cho con quá. Vì đậu xanh mà làm ra trắng lại, giờ hai cháu cứ vô đêm đời thấy mới đưa cháu nó làm. Dạ, con cảm ơn bà. Bây giờ thì bà có thể dắt tụi con đi vào trong xem cái công đoạn làm ra tinh bột. Con nè, tinh dạ. Bột. Đây công đoạn là đậu xanh tách vỏ rồi, phơi khô rồi bây giờ đãi sạch. Ví dụ như trong cái quá trình mình làm á, mà mình không có đãi sạch cái vỏ đó thì cái chất lượng bún của mình ra nó sẽ bị cái gì bà? Bún mình đãi vỏ mà không sạch á là bún của mình ra cái màu nó hấm. Dạ. Chứ nó có cái độ bùi, nó không có dai. Chắc là bây giờ con với là anh Huy xin phép được đi tham quan những cái công đoạn và xem các anh chị làm như thế nào nha bà. Dạ. Để làm ra bún, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn rất kỳ công và phức tạp. Đậu xanh làm bún phải lựa cho thật đều, phơi nắng thật khô, mang ngâm nước đãi vỏ rồi đem xay. Bột đã xay xong, đến khâu gạn lọc nhiều lần để phân loại bột tinh chất và bột thô. Bột tinh chất lắng ở dưới là phần tốt để làm bún sông Thằng. Tinh bột đem phơi nắng cho thật khô mới đem làm bún. Thông thường, khoảng 5kg đậu xanh hạt làm ra 1kg bún thành phẩm.
Quý vị khán giả thân mến, bây giờ chỉ mới hừng sáng thôi, Giang Thái và Trần Anh Huy đã có mặt tại làng nghề bún An Thái. Và bà con ở đây thì dậy từ rất là sớm để chuẩn bị những công đoạn làm bánh của mình. Từ chiều hôm qua, Huy và Giang Thái đã phụ bà con làm bột và chúng tôi đã có thời gian để nghỉ ngơi. Còn bà con thì vẫn tiếp tục làm việc để có thể là kịp sáng nay mang phơi những mẻ bún như thế này. Và ngay bây giờ hãy cùng Giang Thái và Trần Anh Huy khám phá các công đoạn làm ra sợi bún sông thằng nhé. Chiều hôm qua thì tụi con cũng đã được phụ các cô chú làm bột rồi. Bây giờ công đoạn làm ra sợi bún là như thế nào vậy chú ha? Đầu tiên là bột là phải khô. Trước nhất là bột phải khô. Mình đánh trong cái cấu kia đúng độ tới của bột ấy là mình giữ làm ra được cọng bún. Bột nó tốt ấy thì cái cọng bún này nó rất là dài. Cái sợi bún này ấy là nước nó sâu lên nó khoảng cỡ 3 phút. Vậy thì sau cái công đoạn bắt bún rồi thì công đoạn tiếp theo của mình là gì vậy chú Tức? Cọng bún này nó chín, mình chỉ vớt ra ở ngoài đây, mình làm mát cọng bún. Xong rồi là mình phải ngâm cho nó nữa. Hèn chỉ có thấy là ngâm lại với rất là nhiều nước đúng không chú? Sau này cọng bún mình đã khô là nó có cái màu óng ánh của cọng bún. Rồi con thấy chặn cái cây này chi vậy chú? Chặn cái này là bún cho nó khói ra tới cái chỗ này. À là nó không bị chồng lên nhau. Cọng bún nó không chồng lên nhau. Chứ đồng thời cái cây này là xem dứt vừa thì xem là mình nhận xuống cho là chín. Vừa xem ra là mình nhận xuống. Là mình sẽ bắt cái sợi bún qua bên kia. Tụi con cảm ơn chú, bây giờ tụi con sẽ đi tìm hiểu tiếp những công đoạn tiếp theo. Cảm ơn chú Tức. Em chào chị. Chào anh. Học nghề. Khi mà mình trải là mình phải dàn đều ra như vậy để làm gì vậy chị? Đều xuống ra cho nó đều bún. Cho nó đẹp đi nó bún. Ngoài đẹp ra thì còn có phải là để cho nó khô đều hết không? Khô đều bún cho nó đẹp. Huy ơi đừng có phá nha Huy. Lần đầu tiên mình làm. Mình phải dùng tay mình chải đều nó ra vậy đó. Thấy là hơi khác anh chị rồi nha Huy nha. Trời ơi, chị, em là mới làm bữa nay thôi. Chị nhìn kết quả của em làm nè chị chấm cho em mấy điểm chị? Nếu nói được 6 điểm. Trời ơi. Nó còn vuông góc cái bàn động hoa xuân. Bây giờ đã hoàn thành xong công đoạn này rồi, Huy và Giang Thái sẽ phụ với bà con đem đi phơi bún. Cao lên. Để sát vô. Rồi, dịnh tay phải. Ok, thế được anh hạ xuống. Xíu vào đây. Bà con làng An Thái làm bún hoàn toàn theo phương pháp truyền thống, chỉ phơi bún vào mùa nắng, tháng 2 đến tháng 7 hàng năm, chứ không dùng máy sấy khô. Do quy trình làm bún cầu kỳ, sản phẩm bún bán ra thị trường có giá trên dưới 200.000 đồng 1 kg. Kính thưa quý vị, để có được một sợi bún thành phẩm, người dân đã phải thức và làm việc từ tờ mờ sáng. Huy cùng với Giang Thái đã có cơ hội để trải nghiệm làm bún tại làng nghề làm bún An Thái. Sau khi trải nghiệm xong thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi, còn người dân ở đây họ sẽ vẫn tiếp tục với công việc của mình. Và qua thăng trầm của thời gian thì người dân ở làng nghề An Thái họ vẫn giữ được nghề truyền thống của mình với mong muốn là sẽ đưa sản phẩm tiến xa hơn nữa trên thị trường. Và nếu có dịp ghé Bình Định thì quý vị đừng quên thưởng thức sợi bún sông thằng của làng nghề An Thái nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Với tuổi đời gần 150 năm, muối hầm Tuyết Diêm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là thương hiệu nước tiếng không chỉ bởi hương vị đậm đà, mà để làm ra những hạt muối trắng như tuyết là cả quá trình nhọc nhằn. Diễn viên Dương Thanh Vàng và Gia Linh có dịp trải nghiệm làm muối cùng bà con diêm dân tại đây. Mời quý vị đón xem Việt Nam Mến Yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.